Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền của Tổ quốc, đồng bào ta ở nước ngoài, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chuyến thăm Hoa Kỳ lần thứ hai của người đứng đầu nhà nước Việt Nam của ông Trương Tấn Sang. Chủ quyền của đất nước là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Đối với quân Trung Quốc mà tấn công hơn 60 vạn quân vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc của chúng ta thì phải nói đây, chúng ta xác định đây là một cuộc chiến tranh xâm lược. Ngày 25 tháng 7 năm 2011, Quốc hội khóa 13 bầu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Dù bận bề với công việc, Chủ tịch nước đã dành sự quan tâm đặc biệt. Chỉ sau hơn 3 tháng, ngày 19 tháng 11 năm 2011, cựu chiến binh trên biên giới phía Bắc Vị Xuyên đã được hưởng chế độ chính sách số 62. Sau 22 năm hết chiến tranh 1989 năm 2011, Đảng, Nhà nước đã tôn vinh, ghi nhận buổi gặp mặt cựu chiến binh Vị Xuyên ngày 14 tháng 7 năm 2014 tại phủ Chủ tịch, thật xúc động. Như một lời thầm hẹn ước, dành trọn tình cảm đặc biệt đến với người lính trận Vị Xuyên, tháng 7 về hàng năm. Lễ viếng các liệt sĩ của đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giữa miền biên ải, người còn, người mất, hương khói nước mắt nhạt nhòa. Ông đi khắp nghĩa trang, lần dò tên từng hàng bia mộ, thắp hương cho các liệt sĩ. Đứng trước mỗi ngôi mộ, những người lính năm xưa còn trẻ lắm, chỉ 18 đôi mươi thôi, như con, như cháu của mình vậy. Lòng ông nặng trĩu, dâng trào nước mắt, đau xót lắm. Hơn ai hết, ông hiểu cái giá mất mát của cuộc chiến nó thật lặng lẽ. Cái giá của chiến thắng nó lớn lắm, không bao giờ được quên lãng. Hãy nhớ đến người lính Vị Xuyên nơi chiến trận. Trên các cao điểm Vị Xuyên nơi diễn ra những trận đánh khốc liệt năm xưa, vẫn còn nhiều người lính còn nằm lại lâu đó trên khắp chiến trường. Đã có nhiều đội quy tập đi tìm hài cốt của liệt sĩ để đưa các anh em về. Hồn thiêng anh tiếp tục phù hộ độ trì cho dân tộc, cho non sông gấu vóc Việt Nam phát triển mạnh. Các chính sách an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời và chu đáo. Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trình hoa. Trân trọng kính mời. Trong thâm tâm, ông tâm niệm một điều, cầu mong anh linh các anh hùng liệt sĩ siêu sinh tịnh độ, trường tồn cùng dân tộc là một phần tất yếu không thể thiếu của lịch sử cuộc chiến Vị Xuyên trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, để cho nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ sự thật về cuộc chiến liệt lành, để tự hào về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Chiến địa Vị Xuyên cần được lưu giữ lại, có một tượng đài chiến thắng Vị Xuyên cho xứng đáng với tầm vóc cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
mong muốn các tổ chức đảng của Trung ương, mà đặc biệt đối với các đồng chí cựu chiến binh phải không sự góp sức, trợ sức hết sức sự chiến đấu. Nguyên chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, nói chuyện thân mật với nhân dân, cựu chiến binh Vị Xuyên. Chúc các đồng chí cựu chiến binh mạnh khỏe, luôn gương mẫu, phát huy truyền thống hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ để thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống tốt đẹp đó. Chủ tịch nước Trương Tân Sang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi ghi nhớ cống hiến to lớn của những người lính trận Vị Xuyên để đất nước có được như ngày hôm nay.